Hôm sau nữa, vô va đi học về mặt vẫn buồn thiêu. Bố hỏi, vô va sao con lại buồn thế? Vô va, con bị điểm không môn sinh vật. Sao lại bị điểm không? Cô giáo bảo con tìm hai ví dụ về động vật có vú biết bay. Ví dụ một, vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình không còn ai. Đường phố thì cũng vắng tanh, tài xế cũng biến đâu mất nhưng một điều kỳ lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chạm rãi ông ta khoảng hốt thét lên cứu tôi với không ai trả lời một cô gái rất sợ mà phải đi học thêm vào buổi tối đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ cô luôn hy vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình mừng quá cô chạy lên để đi cùng sau một lúc trò chuyện cô gái nói Em, ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng Đế, Thiên Đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết. Gửi Thượng Đế, tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì, nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đô la. Xin người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này. Cả bưu cục mũi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đô la gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng Đế. Lần này, ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn. Vợ nhìn chồng ôm điện thoại chơi nét suốt, cáo kỉnh nói, hoặc là cái điện thoại của anh, hoặc là sinh hoạt vợ chồng với em, trong hai cái anh phải nhịn một trong thời gian một năm. Anh chọn cái nào? Chồng buông điện thoại xuống, suy nghĩ hồi lâu, rồi cầm điện thoại lên, rơm rớm nước mắt bảo, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lóc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma. Nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó. Trên một bi mộ. Anh bảo, lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy? Ông già trả lời, khí thật, đứa nào khác sai tên tao, Một anh thợ săn mới vào nghề hỏi người thợ săn già, nếu đi săn gặp gấu, bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì phải làm gì ạ? À? Phái treo ngay lên một cây cao, lấy phần bồi khắp người. Nhưng lúc đó lấy phần ở đâu ra? Yên tâm, lúc đó khắc có. ngày trước tôi bảo người yêu sau này cưới đừng mời bọn người yêu cũ em nhé phiền phức lắm anh không thích đâu em ấy gật đầu thế là vài năm sau làm đám cưới em ấy không mời tôi thật Một người đàn ông rất thích sưu tầm những quyển sách, truyện ma. Một hôm nghe tin ở nơi nào có một quyển truyện ma rất quý, ông ta liền đến mua ngay. Người chủ quán bảo ông ta, cuốn truyện này rất hay nhưng lại có một lời nguyền khủng khiếp. Lúc đọc xong cuốn truyện này ông không được dở trang cuối cùng ra xem, nếu không sẽ có tai họa sẽ đến với ông. Sau khi trả tiền cuốn sách quý hết 3 triệu đồng cho chủ quán, ông ta trở về nhà và nghiền ngẫm hết cuốn truyện. Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đổ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người luôn. Chợt một con ma bảo: chờ tao chút. Nói xong rồi hất hải chạy vô nghĩa địa. Một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ. Con ma kia ngạc nhiên hỏi: mày vác theo mấy cục bia này làm gì vậy? Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tùy thân à?